Combo Bee hơn. Bây giờ mình sẽ đứng ở đường Lê Bình để mình quay xe cho mấy bạn xem ha. Bên kia có quán trà sữa hay quán gì mà Beauty trà sữa bán thấy đông quá trời. Giờ đây là giờ công nhân đi làm chuẩn bị về nè, 4:30 rồi, xe chạy rất là nhiều. Ồ, Ford luôn, bán tải nha, Ford Ranger, giao hàng tiết kiệm, xe tải. Ở Toyota 16 chỗ nè. Lâu lắm mới thấy chiếc vậy luôn trời. Xe thư báo Isuzu. Dưới đó có một số xe đang lên. Hino đông lạnh, Hyundai, Hino xe tải, Toyota, Vios đây. Thấy xe ở thấy người ta chạy Toyota Vios nhiều ha, đó là Hyundai. Đây một chiếc Ford nữa, Ford. Wow, thấy xe mà đẹp bóng vậy là thấy mê liền. Không cần biết là xe có mắt hay không, miễn xe đen mà bóng lưỡng không nói vậy là mê. Mê như điếu đổ. Đây một chiếc kho bán tải. Taxi của Mai Linh có thấy tàu, Mai Linh có thấy tàu Hyundai không ha? Xe tham vô mà. Đây là một chiếc xe. Xe này là xe gì ta? Thấy luôn. Xe chở xăng Hino. Mọi chiếc xe gì mà nó có hơi sao quá chứ. Vừa rồi chúng ta cũng đã đứng ở đường Lê Bình, chúng ta xem xe rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nào. Bye bye.